Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Honda và nó có cái tên là GX25 các bạn. GX25. Cây máy này xuất xứ là máy động cơ 4 thì nha các bạn. 4 thì. Nó xuất xứ từ Thái Lan nha. Đây. Đây các bạn xem. Made in Thái Lan ha. Cây 4 cự kỳ GX25 này xuất xứ từ của Thái Lan. Nó là 25 cc các bạn. Với tập làm vườn của mình rất là khỏe ha. Rất là dẻo dai, rất là ít tốn kém nhiên liệu. Và đặc biệt là nó có chỗ châm nhớt riêng ha. Cái nút này, cái chỗ này là châm nhớt nha. Đây là châm xăng không pha nhớt do cái động cơ, cấu trúc của động cơ 4 kỳ ha. Đây. 4 stroke nè các bạn, là 4 kỳ ha. Ở đây cái nắp xăng của nó rất là chuẩn luôn các bạn. Đây. Nắp xăng nó có lỗ thông hơi nha, nhưng mà rất rất là tiêu chuẩn luôn, rất là đỉnh luôn ha. Có ròn nệm rất là ngon. Ở đây là nó cảnh báo mình chỉ xăm xăng thôi nha, không có pha nhớt vô đây ha. Nhớt thì mình châm ở đây. Đây nó có chỗ châm nhớt ha. Đây chỉ xăng không thôi. Đó là động cơ 4 kỳ ha, GX25. Đây các bạn, GX25 ha. Nó hơi chốc số một tí xíu, nó là GX25 các bạn. Cái máy rất là đẹp các bạn, sáng trưng luôn. Rất là đẹp ha. Ở đây cái tem này nè. Nhìn xem ha, mình cho các bạn xem. Đấy, nó chưa lấy ra được đấy, US Canada đấy, nó có cái tem này rất là nhìn rất là đã ha. Đây các bạn, ở đây là ở trong lốc có số seri ha. Đấy. Đây này là GX25. Của nó có hướng dẫn sử dụng nè. 4 thì Honda GX25. Nó chạy tung rời nha các bạn. Máy rất là đẹp luôn. Công tắc nó đây ha. Tum nè. Tum láp. Móc gì đeo nè, đệm hông nè, rất là êm ha. Cùm nữa nè, tay nắm phía trái, tay nắm phía phải, có tay ga ha, cặn láp rất là đẹp luôn. Chắn cỏ nữa nè, cùi nữa nè, cùi có siêu chống dính cỏ phía trên ha, chống mày mò phía dưới, cùi rất là đã luôn các bạn, và siêu chống dính cỏ ha, chẽn úp ngược từ dưới lên rất là ngon luôn. Mày rất là đẹp, mày còn rất là mới ha, rất là đẹp luôn. GX25 chạy xăng không nha, không có pha nhớt nha, do động cơ 4 kỳ là nó xăng xăng riêng, nhớt riêng ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Nó có xả áp tự động nha. Nó có xả áp tự động do đó giật rất là nhẹ các bạn. Tắt nha các bạn. Nổ nha. Tắt nha. Nổ nha. Rất là đã ha.
bãi nha các bạn, hàng bãi đã qua sử dụng. Nó là ở bãi đã qua sử dụng nha, chứ không phải là hàng mới trong thùng nha các bạn. Rất là đỉnh ha, rất là đã luôn. Tắt nha các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ GX25 xuất xứ Thái Lan, hàng Nhật Bãi ha. Đến đây là tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.